chào các bạn. Tác phẩm Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, bản điện ảnh thì mới đây đã chính thức hạ cánh tại các rạp chiếu phim Việt Nam. Có thể nói ngay từ khi chính thức công chiếu ở Thái Lan, thì bộ phim điện ảnh đình đám của cặp đôi Bera Rani và Pop Thanawat đã trở thành bom tấn phòng vé ở quốc gia này rồi. Cho nên không có gì lạ khi khán giả Việt cũng háo hức muốn xem bộ phim này đến như vậy. Và bên cạnh diễn xuất thì cuộc sống đời tư của nữ chính là Bera Rani cũng rất được công chúng quan tâm. Nhất là vào thời điểm này khi bạn trai cũ 8 năm của Bera Rani đã kết hôn cùng với người khác. Hãy cùng Mở Lòng Giải Trí nhìn lại hành trình thay đổi của cô nàng trong suốt 11 năm qua để thấy mỹ nhân Thái Lan này đã cố gắng nhường nào các bạn nhé. Từ ác nữ màn ảnh tới mỹ nhân được săn đón nhất. Bera Rani thì sinh ngày 24 tháng 12 năm 1989 tại Bangkok, mang trong mình hai dòng máu là Thái và Anh. Bera tốt nghiệp trường trung học Sarawithaya. Cô tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành báo chí và truyền thông đại chúng tại Đại học Thammasat với điểm số rất là ấn tượng, GPA là 3.85. Bera bắt đầu sự nghiệp giải trí của mình với tư cách là người mẫu quảng cáo. Sau khoảng 10 quảng cáo thì cô đã ký hợp đồng và trở thành diễn viên độc quyền của đài Channel 3 vào năm 2011. Khác với những mỹ nhân Thái Lan nổi tiếng khác ở trong đài, sự nghiệp của Bera Rani khi mới bước chân vào ngành giải trí thì cũng không mấy thuận lợi và cũng muộn hơn nhiều so với những minh tinh khác. Bera Rani thì ban đầu được biết đến với cái tên là ác nữ màn ảnh khi đảm nhận những vai nữ phụ trong một số tác phẩm truyền hình Thái Lan vào năm 2011-2012. Sự nghiệp của Bera Rani chỉ bước sang một trang mới sau khi đảm nhận và gây tiếng vang trong series phim Thái Lan là Quý Ông Nhà Juta Thép năm 2013 bên cạnh nam thần James Jiraju. Và sau màn đóng cặp thành công này thì cả hai liên tục được người hâm mộ tích cực đẩy thuyền. Tuy nhiên mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức chị em thân thiết. Năm 2014, cô vào vai Nua Nang, một vua công truyền thống thành đạt trong bộ phim truyền hình Lửa Tình Chim Ly. Năm 2016 thì cô tái ngộ với Jiraju Tang Sirisuk trong phim Cô Vợ Mẫu Mực, bộ phim đạt tỷ suất người xem cao thứ hai vào năm 2016 của đài Channel 3. Năm 2017, cô cùng với tài tử là Nawaz Kuratanarak tham gia vào bộ phim tâm lý đầy phức tạp Ngọn Lửa Đức Hạnh, bộ phim đạt tỷ suất người xem cao nhất vào năm 2017 của đài Channel 3. Thế nhưng tác phẩm thực sự giúp cho cái tên Bera Rani vươn xa khỏi Thái Lan chính là bộ phim Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh. Và đây là bộ phim có rating cao nhất trong số các bộ phim truyền hình Thái Lan được phát sóng vào năm 2018. Và nhờ vào tác phẩm này, Bera Rani đã nhận được không ít giải thưởng lớn nhỏ. Người đẹp cùng bạn diễn của mình là Pop Thanawat không chỉ được người hâm mộ đẩy thuyền mà còn nhận về vô số quảng cáo, đại diện thương hiệu chung. Năm 2019, cô lại một lần nữa khuấy động màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mới là Lòng Nghiệp Chướng, đóng cặp với nam diễn viên Thakrit Tawanpong. Năm 2020, Bera Rani tái hợp với tài tử Thanawat Watanaputi trong bộ phim Chiêu Trò Lừa Gạt. Bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Thái Lan năm 2020 và đạt tỷ suất người xem cao thứ 3 năm 2020 của đài Channel 3. Năm 2021 thì cô lần đầu đóng cặp với nam diễn viên tân binh Công Tháp Suta Pichai trong bộ phim Hãy Để Tình Yêu Phán Xét. Năm 2022, cô tái hợp với nam diễn viên Thanawat Watanaputi trong bộ phim Định Mệnh, phần 2 của siêu phẩm Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh. Chia tay mối tình gần 10 năm đầy tiếc nuối. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ thì Bera Rani còn gây chú ý bởi mối tình được xem như Romeo và Juliet với tài tử Wei Sukolawat. Bởi lẽ trong khi Bera Rani thì còn át chủ bài của đài Channel 3 thì Wei Sukolawat lại thuộc đài Channel 7. Có thể nói thì Channel 3 và Channel 7 luôn là đối thủ cạnh tranh trong suốt thời gian qua. Và chính vì thế mà ngay từ khi cả hai công khai bên nhau thì mối tình của họ đã nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Sau khi công khai, cả Bera Rani và Wei Sukolawat thường xuyên đăng tải những bức hình bên nhau hay thậm chí là những khoảnh khắc do đối phương chụp lên trang cá nhân. Cả hai thường xuyên đi du lịch hay là đón lễ tình nhân bên nhau vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc là cuối năm 2021 thì cả hai đã tuyên bố chia tay. Và chỉ sau 3 tháng chia tay thì Wei Sukolawat đã bị bắt gặp xuất hiện bên một cô gái khác. Và không chỉ vậy, nam tài tử cũng nhanh chóng thừa nhận chuyện hẹn hò của mình. Điều này đã khiến cho công chúng quay sang chỉ trích nam thái tử khi cho rằng do anh quen người mới cho nên đã đá Bera Rani.
Công chúng liên tục để lại bình luận thương cảm và động viên trong trang cá nhân của Bella Rani. Và đáng nói hơn, chính là chỉ sau vài tháng tuyên bố hẹn hò, thì Wei Sukolawat đã công bố chuyện kết hôn. Điều này càng khiến cho công chúng quay lưng với nam tài tử này. Vào ngày diễn ra đám cưới của Wei Sukolawat, thì từ khóa Bella Rani đã liên tục lên top 1 tại Thái Lan. Mọi người đều không khỏi tò mò về phản ứng của Bella Rani khi người cũ nhanh chóng kết hôn. Và đáp lại những câu hỏi từ truyền thông và công chúng, thì Bella Rani vẫn bình thản, nở nụ cười chúc phúc đối với đối phương. Người đẹp khẳng định, đối với cô hiện giờ, chuyện đó đã không còn quan trọng và đáng quan tâm nữa. Về chuyện tình cảm, Bella Rani khẳng định hiện giờ vẫn đang độc thân và hạnh phúc với điều đó. Đối với chuyện được đẩy thuyền cùng Pop Thanawat, thì Bella Rani cho biết, tương lai thì không biết ra sao, tuy nhiên hiện tại, cả hai vẫn chỉ giữ ở mối quan hệ là anh em thân thiết. Trên đây là những thông tin về quá trình trưởng thành của Bella Rani. Và nếu bạn yêu thích nữ diễn viên Thái Lan xinh đẹp này thì nhớ theo dõi bộ phim mới nhất của diễn viên này nhé. Đến đây thì video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.